Phi Nhung chính thức về Việt Nam, không còn là tin đồn, hàng ngàn người ra đón. Hôm nay chúng tôi vừa nhận được thông tin cực sốc từ phía nghệ sĩ Hoài Linh, người được cho là người anh em thân thiết của Phi Nhung. Hoài Linh cho biết, ca sĩ Phi Nhung đã hoàn toàn bình phục sau mấy tháng điều trị Covid-19 và Hoài Linh xác nhận Phi Nhung sẽ quay trở về Việt Nam vào một ngày không xa. Thay mặt Phi Nhung, Hoài Linh còn gửi lời xin lỗi đến khán giả vì khoảng thời gian qua đã giả chết, còn làm đám tang giả để mọi người phải lo lắng. Nhưng chúng tôi buộc phải làm vậy vì phải né tránh bà Nguyễn Phương Hằng. Bà ta đã tạo ra quá nhiều thông tin không đúng về giới nghệ sĩ của chúng tôi, gây hiểu lầm và chia sẻ tình cảm của fan hâm mộ. Những người thật sự yêu mến Phi Nhung, còn chuyện của Hồ Văn Cường thì chúng tôi có cách giải quyết riêng. Phi Nhung chưa bao giờ ghét bỏ hay lợi dụng bóc lột sức lao động của Hồ Văn Cường như tin đồn bà Phương Hằng đã nói. Vậy nên xin quý vị khán giả cũng như giới truyền thông báo chí đừng tung những thông tin chưa được kiểm chứng. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng không chỉ đến Phi Nhung mà còn cả cháu Hồ Văn Cường. Bên cạnh đó, Hoài Linh còn thông báo đến người hâm mộ một tin vui, đó là khoảng thời gian tới, sau khi trở về Việt Nam, có thể Phi Nhung sẽ tổ chức một buổi ca nhạc dành riêng cho những người hâm mộ. Đây là thông tin không chỉ fan hâm mộ mà còn khiến cho cả nước vô cùng vui mừng, bởi từ lâu mọi người chưa thể nghe được giọng hát của Phi Nhung. Như Phi Nhung đã từng nói, trở về Việt Nam hát phục vụ khán giả quê hương là ước mơ lớn của cô, vậy nên sẽ không có chuyện cô tự giả nghiệp hát về kinh doanh. Thay vào đó, cô sẽ cùng với ca sĩ Mạnh Quỳnh tiếp tục hát phục vụ khán giả cho đến khi cô không còn hát được nữa mới thôi. Vậy nên tin đồn Phi Nhung còn sống hoàn toàn là sự thật. Và việc cô trở về Việt Nam cũng vậy. Giờ đây mọi người hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Phi Nhung. Và lần này chắc chắn cô sẽ không khiến người hâm mộ thất vọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo chân Phi Nhung và cập nhật đến cho quý vị những thông tin mới nhất. Hãy đón chờ chúng tôi trong bản tin tiếp theo.